Hà Nội đống đa 38 độ, cảm giác như 42 độ, lượng ẩm 10%, chỉ số UV trung bình 5. Wow, anh em có thể thấy được là thời tiết Hà Nội thực sự đang rất là nóng. Ở Lào Cai, Sapa, Đà Lạt thì mình không biết, nhưng mà thực sự Hà Nội bây giờ nóng quá, thậm chí là khô nữa. Và với những chiếc laptop của anh em lâu ngày không vệ sinh thường xuyên thì nó rất là nóng. Và khi anh em ngồi cạnh chiếc máy tính của mình thôi cũng cảm thấy là thật, giữa thời tiết này mà không điều hòa thực sự thì ngột cực. Đúng rồi, giữa cái trời nắng 40 độ này mà anh em cầm một chiếc máy laptop như này mà mang ra cửa hàng sửa chữa thì cũng quá cực, và cũng phải tốn thêm khoản chi phí nữa, khoảng vài trăm nghìn để vệ sinh cho chiếc máy của mình. Thì hôm nay cho video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách vệ sinh máy tại nhà, tại gia luôn, hoàn toàn miễn phí. Anh em hoàn toàn có thể tận dụng được những cái thiết bị, những cái dụng cụ trong nhà cực kỳ là dễ dàng thôi. Và để không làm anh em mất thêm thời gian nữa, và bắt đầu vào video nào. Ngoài ra, Laptop AZ đang triển khai chương trình giảm giá 300.000 đồng khi mua bất kỳ laptop nào tại Laptop AZ. Bạn chỉ cần đọc mã AZ300 khi liên hệ qua hotline hoặc điền mã AZ300 tại phần ghi chú của đơn hàng để được giảm giá trực tiếp. Chi tiết các bạn liên hệ qua hotline 09865 02468 để được tư vấn trực tiếp. Và đầu tiên, mình là một người ưa cái đẹp thì mình thích cái vẻ ngoài nó đẹp đẽ, nó sạch sẽ một chút. Thế nên là anh em cần phải chuẩn bị đầu tiên là một chiếc khăn vải. Mình thì sẽ chọn những chiếc khăn vải mềm mại nhẹ nhàng thôi, đừng có loại cứng quá, không là nó sẽ để lại những vết xước trên máy. Thứ hai là chúng ta phải có một cái lọ cồn hoặc là cái lọ nước rửa kính. Ở đây mình có cồn 90 độ nên là mình sẽ dùng cồn 90 độ thôi. Về điểm thứ ba là anh em sẽ phải cần một chiếc bàn chải. Ở đây thì mình có cái quét sơn, nhưng mà bàn chải đánh răng anh em vẫn có thể tận dụng được ở nhà. Về ba cái dụng cụ này anh em hoàn toàn có thể kiếm ở nhà, đúng không? Nhà ai mà lại không có. Thì bây giờ mình sẽ vệ sinh bên ngoài máy trước. Đầu tiên anh em đổ khăn lên cồn. Đổ tương đối thôi để thấm thấm một cái khăn thôi, xong em lau những cái phần mà đừng quên hãy tắt nguồn máy trước khi vệ sinh nhé. Như mình này đấy, đã tắt nguồn máy bắt đầu anh em mới bắt đầu đi vệ sinh thì hợp lý hơn. Ok, và mình sẽ đóng máy này, lau máy nhẹ nhàng tình cảm mặt lưng, cứ lau nhẹ nhàng anh em ạ. Lau mạnh quá thì chắc chắn là sẽ để lại những vết xước đấy, kể cả là khăn của các bạn có mềm đến cỡ nào. Mở máy lên thì các bạn hãy vệ sinh cái phần màn hình, cứ nhẹ nhàng tình cảm. Khi màn hình em lâu sử dụng cũng sẽ để lại những dấu vân tay, và cồn 90 độ hoàn toàn có thể đánh bay được những dấu vân tay đấy. Nhưng mà anh em phải nhẹ nhàng nhé, màn hình mà để lại vết xước thì rất là xót đấy. Và cuối cùng là khi ở mặt chiếu nhìn tay, nơi anh em tiếp xúc tay nhiều nhất, nơi cũng là nơi nhiều vi khuẩn nhất, và mình cũng khuyên cáo anh em vệ sinh thường xuyên nhất, thì cũng đổ cồn lên khăn, nhẹ nhàng tình cảm thôi, một chút chút thôi, thấm thấm ở trên. Và anh em lau nhẹ nhàng để giúp cho máy sạch đẹp nhất, ít bụi nhất và ít vi khuẩn nhất. Đấy. Ok, và đó là về mặt bên ngoài thì cứ lau sạch sẽ, anh em sẽ không để lại những dấu mồ hôi vân tay, những cái vết bẩn ở trên máy. Đến thứ hai sẽ là bàn chải. Lúc ấy mình có bảo là dùng bàn chải thì anh em bây giờ sẽ dùng bàn chải lau ở những khe gió. Chiếc máy như là ROG K531 đây thì có rất là nhiều khe gió đấy, thì bây giờ mình sẽ phải lau những cái phần ở khe gió ở ngoài. Nếu anh em kỹ tính một chút thì hãy cứ lau thật sạch sẽ cho mình, lau đến khi nào những cái vết bẩn này nó đánh bay hết. Và cũng chính vì là những khe gió tản nhiệt này lâu ngày nó bị đóng bụi nên là nó cản cái việc là phần gió đẩy cái phần gió nóng vào ra ngoài, thế nên là sẽ giúp cho máy hoạt động mát mẻ hơn, ổn định hơn trong quá trình lâu sử dụng. Đó là một chút qua về cách vệ sinh bên ngoài máy. Còn vệ sinh đến bên trong máy thì sao? Chưa đến phần đấy. Bây giờ mình sẽ đến cái phần là vệ sinh cái hệ điều hành của máy. Khi mà anh em sử dụng trong một thời gian dài này, có rất là nhiều file rác, có rất nhiều file tạm ở trong máy, thậm chí là kể cả virus nữa. Thế nên là trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em một vài cách cơ bản, không cần cài phần mềm gì cả, không mất đồng nào cả. Anh em chỉ cần bật máy lên. Đầu tiên anh em vào My Computer, ấn chuột phải vào phần ổ đĩa mà anh em cần dọn dẹp. Ở đây mình sẽ chọn ổ C. Sau đó chọn vào phần Property. Ở phần Property ở đây thì sẽ có một hiện lên rất là nhiều cái. Thì ở đây sẽ có một cái là Disk Cleanup, là cái phần dọn dẹp ổ đĩa. Ấn vào và anh em tích vào những cái ở trong này. Mình thì mình đi tích sạch, xong rồi mình ấn OK. Là bây giờ bắt đầu phần mềm của Windows sẽ tự làm. Tiếp theo đi, diệt virus.
Đấy. Hiện tại thì Windows 10 đã có rất là nhiều tính năng, kể cả là phần mềm diệt virus tích hợp ở trong Windows rồi. Hay ví dụ tên gọi thân thuộc là Windows Defender, những anh em hay tải game crack thì hay tắt cái này. Khi anh em ấn vào ổ đĩa, ấn chuột phải, anh em sẽ thấy được cái gọi là scan with Windows Defender, hay gọi với tiếng Việt thì gọi là quét bằng Windows Defender. Mở lên, nó có các loại kiểu quét nhanh, quét cụ thể, quét cái gì thì mình chọn quét nhanh. Và bây giờ nó sẽ tự quét những cái tập tin ở bên trong để xem là có con virus nào đang len lỏi trong đấy không. Anh em mà tải game crack hay là tải nhiều bộ phim linh tinh và những đường link lạ thì chú ý nhá, cái này quan trọng đấy. Điểm thứ ba nghĩa là anh em xóa những cái file tạm đi, những cái file tạm hay là những cái file mà Windows để tạm vào trong đấy để lúc sau dùng, thì trong một thời gian dài anh em không sử dụng thì nó sẽ dồn nén vào thành một cái cục mà Windows cũng chả dùng tới. Và mình sẽ hướng dẫn anh em cách rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là ấn tổ hợp phím Windows và R, sau đó gõ phần trăm TEMP phần trăm, ấn Enter và nó xuất hiện lên một cái bảng, một folder mà rất nhiều cái. Thì mình chẳng có tâm lắm, mình ấn vào bôi đen thì mình ấn Ctrl A, ấn Delete xong. Và bây giờ nó sẽ delete cái đống file đi, cái file nào mà nó không delete được thì anh em ấn bỏ qua là xong, là anh em đã có thể xóa được những cái file tạm này rồi. Và những cái file tạm này cũng không có vấn đề gì đâu, anh em xóa nó cũng sẽ chả ảnh hưởng gì đến cái tác vụ sử dụng của anh em cả. Và nếu những cái cách mà mình đưa trên nó chưa thực sự hiệu quả, nó chưa làm máy của bạn chạy nhanh hơn, nó chưa làm máy của bạn chạy mát hơn nữa, thì chúng ta phải can thiệp vào bên trong máy thôi. Và bây giờ thì mình sẽ phải chuẩn bị một chút đồ để vệ sinh bên trong máy. Hay các bạn nhé, nếu các bạn nào mà thích vọc vạch tìm hỏi mở máy thì đầu tiên phải có chút kinh nghiệm xem là mình biết mình đang làm gì. Thứ hai là nếu anh em không ngại mất bảo hành thì thôi, cứ mở máy đi. Và bây giờ mình sẽ phải chuẩn bị đầu tiên là một cái tô vít phù hợp với cái vít cùng với chiếc máy. Anh em có thể mua một cái vít như này ở ngoài chợ thì cũng rất là rẻ, vài nghìn thôi. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị thêm cả một cái lọ kem. Lọ kem tản nhiệt này sẽ giúp cho anh em thay kem tản nhiệt đã có sẵn trong máy, nếu mà nó bị khô thì thay kem tản nhiệt sẽ giúp hiệu quả cái tản nhiệt của CPU và cả đồ họa ra hệ thống tản nhiệt tốt hơn. Và đầu tiên mình sẽ tháo mặt lưng của chiếc máy này ra, thì mình sẽ tháo ốc ở mặt đáy, tháo không được sót vào đâu đâu anh em nhé, phải tháo hết. Và sau đó các bạn tháo phần nắp máy ra, và quan trọng nhất là phải tháo các pin ra trước khi anh em làm gì thì làm. Bắt buộc anh em phải tháo các pin ra, nếu anh em đụng chạm gì vào phần trong máy mà các pin nó vẫn còn thì rất là dễ khả năng bị chập cháy những cái linh kiện bên trong. Nếu những chiếc máy của các bạn được thiết kế dễ dàng để nâng cấp thì anh em chỉ cần tháo mỗi là quạt với cả là ống đồng tản nhiệt. Và khi anh em tháo quạt thì anh em chỉ cần dùng chổi vệ sinh bằng chổi bên ngoài thôi. Rồi đến hệ thống ống đồng, các bạn hãy dùng một chút giấy vệ sinh để lau phần kem cũ đi, sau đó tra kem mới lên CPU và các đồ họa, chỉ nhỏ bằng cái đầu ngón tay bằng hạt đỗ thôi nhé. Sau đó các bạn ấn phần tản xuống để kem tràn đều ra. Tiếp đó các bạn cho quạt và ống đồng vào vị trí, lắp lại ốc, và các bạn đã hoàn thành xong việc vệ sinh tra kem tản nhiệt máy rồi. Gắn lại các pin của bạn để máy bật lên rồi nhé. Tiếp đó cuối cùng là kiểm tra máy bằng cách mở máy lên xem là máy có bị vấn đề gì không. Nếu các bạn không có kỹ năng hay là chưa có kinh nghiệm, hay là thực sự là không muốn đụng chạm chiếc máy này vì sợ mất bảo hành hay là vì sợ hỏng máy, thì mình khuyên các bạn qua laptop Z để được vệ sinh tra kem tản nhiệt máy. Và ví dụ như chiếc G531 mình đang có ở đây, mua tại laptop Z thì các bạn sẽ được miễn phí trọn đời vệ sinh máy. Wow, nghe thấy sướng luôn, miễn phí trọn đời vệ sinh laptop của bạn, quá đã. Và liệu là ba cách đó nếu mà chưa thực sự khiến cho chiếc máy của bạn hoạt động mát mẻ hơn, hiệu quả hơn, thì hãy tham khảo video hạ nhiệt undervolt của mình để phần trên này, để anh em có những cái tips khác, những cái chia sẻ khác của mình để hạ nhiệt laptop của mình nhé. Và xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Nếu anh em thấy video này hữu ích, like và subscribe chia sẻ để tụi mình có thêm những video hữu ích hơn nhé. Ok.